sử dụng vòng lặp quay để mà kiểm tra điểm nhập cho đến khi nào đúng thì thôi. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ thay thế cái chỗ if này bằng cái vòng lặp while ha. Mình vô mình vẫn nhập điểm bình thường. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra while điều kiện mở ngoặc và ở trong này là lệnh. Như vậy thì điều kiện của chúng ta sẽ kiểm tra cái điểm này nè. While là nó lặp lại khi điều kiện sai và nó thoát khi điều kiện đúng. Vậy khi nào thì mình muốn nó lặp lại? Điểm. Điểm sao? Chú ý chỗ này nha. Lệnh while nó sẽ thoát khi điều kiện đúng. Điều kiện đúng. Vậy chỗ này mình sẽ đưa điểm vô. Sao đây? Lớn hơn không hay nhỏ hơn không? Thử nha. Nhỏ hơn không? Và hay là hoặc? Hoặc điểm lớn hơn 10. Nếu như mình xuống mình kiểm tra mà như vậy thì mình lại yêu cầu nhập điểm. Thử nha, nó có yêu cầu nhập điểm không nha. Rồi sau cái vòng lặp while này thì điểm của chúng ta đã ok. Được chưa? Và tại thời điểm này để cho nó dễ thì các bạn chạy debug là dễ nhất. Kiểm tra xem là cái đoạn code của mình như vậy là ổn chưa. Đó. Thì chúng ta sẽ chạy debug bằng cách là F5. Rồi, nó vô đến đây, dòng màu xanh. Và mình sẽ net line. Net line nó đang chờ mình ở đây. Nhập điểm, ví dụ mình nhập điểm sai đi, 12 điểm. Enter. Đây. Đang kiểm tra nè. Net ha. 12 điểm là sai. Là yêu cầu nhập điểm. Ví dụ mình lại nhập 13. Quay trở lên đây kiểm tra tiếp. Lại sai. Yêu cầu nhập tiếp. Ví dụ mình nhập 9. Enter. Lên đây kiểm tra. Ok. Thoát. Đó, như vậy là chúng ta đã thay thế cái lệnh if kiểm tra một lần bằng lệnh while để kiểm tra và lặp lại nhiều lần. Nếu cần chỗ này bạn đổi chỗ này nhập lại điểm để cho người nhập người ta biết rằng điểm lúc nãy bị sai, bây giờ phải nhập nhập lại. Đó. Như vậy thì các bạn thấy là mình đã thay thế được cái lệnh if là kiểm tra một lần thành cái lệnh while mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Và chú ý giùm thầy, mỗi bạn đều cố gắng chạy debug giúp thầy. Để làm gì? Để mình biết chắc được cái đoạn code của mình nó chạy như thế nào. Nó ok hay chưa? Được không? Được chưa nào? Như vậy mình đã sử dụng vòng lặp while để thay thế cho vòng lặp if. Và đối với bài này